Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông thì không thể không nhắc đến những bất cập về hạ tầng. Đơn cử như tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai, lượng phương tiện lưu thông ngày càng tăng, một số điểm kết nối với cao tốc được bổ sung trong khi hạ tầng đang dần xuống cấp. Những bất cập này cộng với ý thức kém của một số người là nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông, trong đó có vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn Yên Bái Lào Cai chỉ có 2 làn đường, tốc độ tối đa 80 km/h. Đường hẹp, không có giải phân cách cứng, chỉ có vạch kẻ liền tách hai chiều xe chạy, nên việc di chuyển của các phương tiện tải trọng lớn rất nguy hiểm. Đã vậy, điểm cho phép các xe được phép vượt rất ít. Trong cái đường mà hạn chế 2 làn đường thì như thế các phương tiện sẽ đương nhiên phải giảm tốc là nối đuôi nhau để đi. Đấy. Thì cũng đi đường cũng có tình trạng là một số xe là cũng lấn làn để vạch để đi sang để vượt. Trên tuyến cao tốc đoạn qua tỉnh Lào Cai có 2 nút giao và một lối vào chưa có trạm thu phí. Hệ thống hàng rào lưới thép hộ lan còn nhiều vị trí chưa khép kín. Chưa kể nhiều đoạn mặc dù đã được rào chắn kiên cố nhưng vẫn bị người dân tháo dỡ. Nhiều người tự ý đi bộ, đứng bắt xe khách dọc hai bên đường, thậm chí là điều khiển xe máy đi trên cao tốc rất nguy hiểm. Có biển vẫn rẽ vào đây rẽ phát phát. Thế nhưng mà mọi khi là đến đây thì bắt đầu rẽ thôi. Nhưng mà đến đây này để thấy nhìn thế này mà bây giờ muốn đi bắt sát thì lại phải quay tận vào đằng kia rồi. Thế khó nhìn ra. Có 14 em. Kiểu đường không xa. Thì sẽ lên rẽ xuống trong đại vòng này có phải mất việc không? Mới đây tại km 261+700, cao tốc Nội Bài Lào Cai xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô với hai xe máy đi ngược chiều, khiến 4 thanh niên tử vong tại chỗ. Đáng tiếc là vụ tai nạn thương tâm này vẫn không đủ sức cảnh tỉnh, bởi chỉ trong 2 tháng đầu năm đã có tới 63 trường hợp điều khiển xe mô tô vào cao tốc Nội Bài Lào Cai bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý, trong đó nhiều trường hợp vi phạm trên đoạn thuộc địa phận tỉnh Lào Cai. Cần phải tiến hành giao lại các điểm mở cho người dân mở và những cái điểm mà quá trình khai thác mà chưa đóng trên một tuyến dài trên 262 km, trong khi đó lực lượng bố trí tuần tra chúng tôi tương đối là mỏng thì không gì khác ngoài công tác tăng cường lực lượng và tăng cường thời gian, tăng cường làm xuyên ngày xuyên đêm để đảm bảo trật tự an toàn trên tuyến. Cùng với tuyên truyền, giáo dục, quản lý, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông thì việc đánh giá lại phương thức quản lý vận hành, từ đó tiếp tục đầu tư cải tạo, khắc phục những bất cập là giải pháp trọng tâm để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai.